Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả cô chú anh chị đang xem kênh. Thì một cái thông tin cực nóng liên quan đến câu chuyện mà một số những cái cá nhân đã trục lợi trong cái câu chuyện của sư Minh Tuệ mới đây, thì được về phía cơ quan chức năng tại Gia Lai vừa mới thông báo một thông tin khẩn về cái câu chuyện mà chúng ta còn nhớ rằng là nhóm Hộ Pháp rồi cho đến là cái nhóm Thổ Đường. Những cá nhân này đã bị nghi ngờ về cái câu chuyện mà đã dùng hình ảnh của sư Minh Tuệ để mà kêu gọi rồi cho đến là trục lợi tiền bạc liên quan đến cái câu chuyện này. Thì mới đây luôn thì phía gọi là cổng thông tin điện tử tại công an tỉnh Gia Lai cho ra một cái thông báo cực nóng, và bên cạnh đó thì cũng gọi là chính thức để mà chúng ta có thể hiểu hơn, trong đó là hơn 70 cá nhân đã từng đi theo sư Minh Tuệ, trong đó là có những ông sư độc đầu đó bỗng đâu xuất hiện để mà ôm nồi cơm điện đi theo. Thì ngày hôm nay thì phía cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai cũng đã cho ra một số những cái đối tượng, đặc biệt đó chính là những cái cá nhân này có cả ekip đi đằng sau. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện mà về phía sư Minh Tuệ đó đã được cơ quan chức năng tại Thừa Thiên Huế vào cuộc để mà can thiệp một cách vô cùng kịp thời, cho đến thời điểm này là hoàn toàn gọi là tuyệt vời, để mà giúp cho sư Minh Tuệ có thể tiếp tục trên con đường gọi là tu học của mình. Thưa quý vị, thì trước tiên đó thì em xin được phép chia sẻ cái thông tin nóng này từ phía cổng thông tin điện tử công an tỉnh Gia Lai vừa mới thông tin cách đây ít phút. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh Gia Lai đã nhận được đơn trình báo của anh DMT sinh năm 1985, trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tố cáo một số tài khoản trên mạng xã hội TikTok, Facebook đăng tin vu khống anh liên quan đến hiện tượng Thích Minh Tuệ. Theo hay không theo một tôn giáo là quyền tự do của mỗi người dân Việt Nam. Nội dung này được quy định tại Điều 24 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Hành động của ông Lê Anh Tú, hay có tên khác là Thích Minh Tuệ, đã thực hành đầu đà được 6 năm và hơn 3 năm đi bộ từ Nam ra Bắc rồi quay lại để khất thực mà không có trở ngại nào từ các cơ quan chức năng, đã thể hiện rõ cái quyền tự do đó. Tuy nhiên, trong lần khất thực thứ tư, hành trình của ông Thích Minh Tuệ đã thu hút sự quan tâm đông đảo của người dân, có thời điểm lên tới hàng ngàn người dân hiếu kỳ đi theo, làm ảnh hưởng an ninh trật tự và an toàn giao thông ở một số địa bàn. Trong những người đi theo, ngoài tín đồ Phật tử và những người hiếu kỳ, còn có nhóm YouTuber, TikToker, Facebooker xô đẩy tranh giành chỗ đứng gần ông Thích Minh Tuệ để chụp ảnh, quay phim, livestream đăng tải trên các trang mạng xã hội, tạo nên hiện tượng Thích Minh Tuệ. Hậu quả nghiêm trọng đã xảy ra khi có người bộ hành đi theo đã bị sốc nhiệt tử vong, đặc biệt gây ra tình trạng ùn tắc giao thông trên quốc lộ 1A. Do đó, cơ quan chức năng cần phải có biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự. Một số đối tượng chống phá đất nước đã lợi dụng hiện tượng ông Lê Anh Tú Thích Minh Tuệ, nhất là khi được cơ quan chức năng hỗ trợ để mà ẩn tu, để xuyên tạc trên mạng xã hội về chính sách tôn giáo của đảng và nhà nước ta. Mục đích của các đối tượng này là chia rẽ các tôn giáo với đảng, nhà nước, chia rẽ những người theo đạo và những người không theo đạo, và chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm suy yếu khối đại đoàn kết dân tộc. Một số YouTuber, TikToker, Facebooker đã làm quá lên về Thích Minh Tuệ, kích động tính hiếu kỳ của mọi người để câu view, câu like, để nổi tiếng, để trục lợi, kiếm tiền trên các nền tảng mạng xã hội bất chấp mọi thủ đoạn. Theo trình báo của anh DMT, người tham gia nhóm tiếp sức Hộ Pháp, các tài khoản TikTok thổi đường cho sư Minh Tuệ và tài khoản Facebook Hữu Duyên đã đăng tin vu khống anh lợi dụng hình ảnh của sư Minh Tuệ để kêu gọi từ thiện, nhận tiền, hiện vật của người dân, làm ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân anh và gia đình. Đồng thời, anh T còn tố cáo các đối tượng NKH và BTTM trú tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh là những người lợi dụng đi theo để đoàn, để trục lợi. Có thể thấy việc lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để trục lợi của một số đối tượng sử dụng mạng xã hội đã ngày càng hiện rõ. Trước đó thì chỉ có ông Lê Anh Tú cùng với một người gọi là tự gọi là Minh Tạng bộ hành. Tuy nhiên, khi đến Nghệ An, Hà Tĩnh đã bắt đầu xuất hiện vài người từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ cạo trọc đầu đi đến cùng đoàn. Đoán chú ý, qua phân tích thông tin cho thấy trong đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ có 3 trên 70 người đã cạo trọc đầu đến từ tỉnh An Giang, thì lại có đến 16 trên 130 TikToker, YouTuber đến từ An Giang đi cùng.
có 2/70 người cạo trọc đầu đến từ tỉnh Kiên Giang, thì có đến 12 YouTuber, TikToker trên 130 đến từ tỉnh Kiên Giang đã đi cùng mấy ông sư này. Để đảm bảo tự do tín ngưỡng tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật, trước hết thì mỗi người dân cần tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền cá nhân của mỗi công dân, không cuồng tín vì mà gây ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của ông Lê Anh Tú và gia đình của ông Lê Anh Tú. Người dùng mạng xã hội cần tuân thủ luật an ninh mạng, các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo việc không tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa bàn. Việc lợi dụng hiện tượng Thích Minh Tuệ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Thì một cái thông tin mới nhất được đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai về cái câu chuyện mà lùm xùm trong mấy ngày qua, đã có những cái thông tin mà chúng ta thấy rằng là cũng có rất là nhiều YouTuber và TikToker chia sẻ cái nội dung này khiến cho rất là nhiều người bức xúc. Thì cái nhân vật DMT này đó được biết đến cũng là một hộ pháp cũng đã gọi là bị một số những cái tài khoản khác đã tố cáo. Và cụ thể thì là cái anh này thì nói rằng là cái nhóm Thổi Đường đã tố cáo anh. Nhóm Thổi Đường đã tố cáo anh như là cái tên Facebook, rồi nhóm TikTok, nhóm Thổi Đường cho Xuân Minh Tuệ đó tố cáo anh này, cho nên anh này đã lập tức để mà lên cơ quan chức năng trình báo và thậm chí tố ngược lại. Thì có hai cái tên khác là đã lợi dụng hình ảnh của Xuân Minh Tuệ để mà trục lợi. Thì cái điều đầu tiên trong câu chuyện này chúng ta thấy trước mắt của chú anh chị đó chính là có cái trường hợp trục lợi trong cái những cái người đi theo đoàn của Xuân Minh Tuệ. Trước mắt là chúng ta nhìn thấy là như vậy, rõ ràng là có những cá nhân đã lợi dụng cái câu chuyện này để mà trục lợi. Và cái câu chuyện ngày hôm nay, tại sao mà những cái cá nhân này lại lên tố lẫn nhau? Có nghĩa là cái nhóm Thổi Đường thì tố gọi là hộ pháp, còn hộ pháp thì lại tố Thổi Đường. Thì theo cô chú anh chị chúng ta gọi là nghĩ rằng thì hai cái nhóm này lại có những, phải chăng là có những cái xích mích gì hay là không, để mà họ gọi là lên trên gọi là cơ quan chức năng hay là lên trên mạng để lại là tố lẫn nhau như vậy. Đầu tiên thì cái nhóm Thổi Đường lại tố hộ pháp, mà mặc dù chúng ta thấy rằng đó Sư Minh Tuệ cũng đã từng nói rất là nhiều, con đi như vậy đó đâu có cần gọi là ai gọi là hộ pháp bảo vệ bảo kê hay là cái bất cứ cái gì đâu, cũng đâu ai nhờ giả. Thì đó họ cho rằng đó là họ tự nguyện, họ gọi là họ yêu mến Sư Minh Tuệ, họ tự nguyện họ phát tâm họ làm cái này họ kia bởi vì yêu thương thôi. Nhưng mà ngày hôm nay là cô chú anh chị thấy như thế nào, đâu phải ai mở miệng ra yêu thương thì cũng đúng là yêu thương cả đâu, họ đều có những cái mục đích riêng của cá nhân mình. Thì ngày hôm nay rõ ràng đó mình thì mình thấy rằng là kể cả hai cái nhóm này thì cũng có những cái vấn đề vô cùng mập mờ ở đây. Kể cả gọi là cái người gọi là hội pháp và kể cả Thổi Đường, bởi vì mình thấy rất là nhiều những cái video clip mà nói rằng là họ tự xưng là hộ pháp nhưng mà đó là cấm cản người dân để vào đảnh lễ thầy, nhưng bên cạnh đó, đó thì họ lại đưa một số những người không biết là có bà con hay là dòng họ gì không, có nghĩa là họ căng dây không cho người ta vô, nhưng mà họ lại dìu dắt người này người thấy người kia đi xe hơi xe này lại thì họ lại dìu vô một cách lặng lẽ, không biết là có lót tay cái nhận gì đó mình không biết. Thưa cô chú anh chị, họ âm thầm lẫn nhau, nhưng cái đó là một cái điều gọi là mình thấy rằng là đáng để nghi ngờ. Có phải hành động trục lợi hay không, mà tại sao gọi là lại có những cái xích mích giữa hai cái nhóm mà tự nguyện này yêu thương này, cô chú anh chị. Điều đầu tiên chúng ta thấy là rõ ràng là họ đã có những cái vấn đề nhận tiền nhận bạc, và mình nghĩ rằng là có cái câu chuyện gọi là đấu đá lẫn nhau đây, tranh giành miếng ăn ở đây, cho nên là mới tố cáo lẫn nhau như vậy thôi. Trên thực tế đó, mình nói thật là cũng chẳng có ai tốt lành gì cả, để mà đi theo để mà làm tự nói là xưng gọi là yêu thương, nhưng mà những hành động nói chung là không có gọi là không có quang minh chính đại, nói chung là thẳng ra là mập mờ ở trong đó. Và cũng có một số những cái bằng chứng người ta đã tung lên mạng rồi, trong những cái nhóm gọi là nhóm chat thì cũng lộ ra những cái khoản tiền, nói chung là không hề nhỏ nha cả nhà, không hề nhỏ. Mặc dù đó là một số những cái người mạnh thường quân đó thì họ gọi là có ý họ là họ cho, họ có ý họ là họ cho họ tặng, nhưng mà cũng qua những cái hình ảnh của họ, cũng qua cái bước chân của Sư Minh Tuệ, có nghĩa là khi mà họ đi theo Sư Minh Tuệ thì người ta
mới gửi tiền, mới cho cái kiểu như vậy. Chứ bình thường là không có. Chứ không phải là cái câu chuyện mà họ tự cái công việc họ làm họ có, và Sư Minh Tuệ gọi là mong muốn được cái điều đó. Có nghĩa là không có cần cái sự việc này. Nhưng mà ngày hôm nay mà để đưa ra câu chuyện này phía cơ quan chức năng công an tỉnh Gia Lai thì mình thấy rằng đó, cái kiểu như là nghiệp tới của chú anh chị, tranh giành miếng ăn, rồi nói là cái nhóm này nó ăn nhiều hơn mình, nhóm kia nó ăn mà bọn mày vậy mà ăn nhiều hơn tao, mà còn mà đặt lên tố tao này kia nọ, rồi cuối cùng cả nhau cùng dắt nhau lên đồn. Cái này gọi là cái nghiệp. Một cái nghiệp thấy chúng ta thấy rõ ràng đúng không cô chú anh chị. Thì mình thấy rằng là ngày hôm nay thì cái hình ảnh của cái anh này đang ngồi làm việc trên phía cơ quan chức năng để mà trình báo về cái câu chuyện mà tố ngược lại hai cái nhóm thổi đường, thì để xem rằng các cá nhân này sẽ phải gọi là chịu những cái hình phạt xử lý như thế nào trong cái câu chuyện của Sư Minh Tuệ. Họ đã lợi dụng để mà trục lợi một cách vô cùng trắng trợn số tiền theo thông tin đó bên lề đó, và nó không hề nhỏ nha cô chú anh chị. Đây cũng là một cái gọi là cái điều đầu tiên mà cũng cảnh báo với một số những cái đối tượng khác đang có ý đồ, có nghĩa là còn một số những cái đối tượng khác đang có ý đồ nữa để mà lăm le lợi dụng hình ảnh của thầy để mà làm rất là nhiều thứ. Theo thông tin mình biết á, thì bởi vì trong báo này đó cả nhà, có 3 cá nhân đến từ An Giang, 3 cá nhân trả trọc đầu đến từ An Giang, thì sau khi trở về đó thì cũng đã có những cái câu chuyện như là họ bia hình ảnh. Bởi vì trong báo là ghi rất là rõ, có 3 cá nhân đến từ An Giang thì có 16 YouTuber đi theo rồi, cũng đến từ An Giang luôn. 2 người đến từ Kiên Giang thì có 12 YouTuber đến từ Kiên Giang, tỉnh thành đó. Thì không biết rằng có phải là ekip hay là cái dàn để mà xây dựng hình ảnh dành cho họ hay không. Tại sao tu mà cũng có gọi là ekip như vậy? Thì ngày hôm nay lại cái câu chuyện của ông Tuệ Đức. Ông Tuệ Đức thì cũng có một số những cái người đi theo để mà quay phim, rồi ekip. Không phải, theo cô chú chị nghĩ thì tu thì có cần quay những cái hình ảnh rồi quảng bá cái này cái kia không? Trong khi đó thì nói là muốn đi theo Sư Minh Tuệ, cái hạnh đầu đà của Sư Minh Tuệ đấy, muốn đi học theo học như vậy thì có hợp lý hay không, nó có chính xác hay không. Thì có lẽ rằng cô chú chị khi mà nhìn nhận đó, thì chúng ta cũng sẽ đặt ra những câu hỏi lớn đối với những cái cá nhân này, đặt ra những cái câu hỏi mà để có thể gọi là hiểu rõ hơn về cái gọi là cái sự bản chất của họ khi mà họ muốn đi theo Sư Minh Tuệ nhưng mà lại làm trái ngược lại tất cả những cái hình ảnh, những cái việc làm mà của Sư Minh Tuệ đã làm từ rất lâu rồi, nghĩa là 5-6 năm nay rồi, chứ đâu phải là mới đây đâu cô chú anh chị. Còn câu chuyện của ông Tuệ Đức đó, mình không biết là cái thuốc men gì của ổng trị bệnh cho cha mẹ Sư Minh Tuệ đó đã được kiểm chứng chưa, và được gọi là Bộ Y tế cấp phép chưa, đã được kiểm chứng lâm sàng chưa, và đã có hiệu quả đến đối với những người mà ông ta chữa trị chưa, đã từng có những cái ca nào đó thực hiện được hay chưa, để mà ông này có thể mà vào nhà của Sư Minh Tuệ để mà chữa bệnh, chữa này chữa kia đó. Nhưng mà mình nghĩ rằng là khoảng thời gian tới đó thì phía cơ quan chức năng họ cũng sẽ can thiệp thôi, nếu là không có rõ ràng đó thì tất nhiên cũng sẽ bị gọi là xử lý thôi cô chú anh chị. Còn để mà nói rằng là mình nửa đêm đó nửa đêm mà cái anh này thì anh lên để mà anh nhờ ba Sư Minh Tuệ gọi là lên đính chính cho một số thông tin trên mạng, bởi vì bị người ta khác gọi là tấn công trên các trang Facebook này của anh này, cái anh sư này đó. Giờ mình nghĩ là kêu bằng thằng khứa đi chứ không phải là gọi là sư siết gì nữa cả nhà, bởi vì bản thân ông này thì cũng chỉ đi theo Sư Minh Tuệ được vài ngày thôi, không biết cũng phải xuất phát từ đâu, cũng có phải trong cái nhóm đối tượng có dàn ekip này không. Tu mà có ekip là mình thấy gọi là thấy khó hiểu rồi. Trước đó cũng vậy, từ Minh Tạng nè, từ của ông Kim Cang chứ, từ ông Kim Cang nè, rồi cho đến là càng ngày càng lúc mà lên tới 70 mấy người thì rõ ràng chừng một số những cái thông tin 18 cá nhân đã từng có những cái tiền án tiền sự thì bây giờ chưa rõ nữa, chưa rõ là 18 cá nhân nào nữa. Còn hôm nay đến cái lượt của ông gọi là Tuệ Đức, cho đến bây giờ thì vẫn còn mong muốn ở nhà Sư Minh Tuệ nhận làm con nuôi ba nuôi gì đó. Nhưng trên thực tế thì những người mà tu hành thực sự đó cô chú anh chị, như là bản thân Sư Minh Tuệ đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà đến nhà, về chính ngôi nhà của ba mẹ mình đó, thì cũng phải đứng ở ngoài phải chờ gia chủ có mời vô, mời mọc vô thì mới dám bước vô nhà, xong sau đó là cất thực đàng hoàng. Và thầy cũng đã từng nói rằng ba mẹ của con thì con cũng đối xử giống như ba mẹ của những người khác thôi, không có những cái gì mà thay đổi khác. Vậy thì cái cách mà họ gọi là lấy cái hình ảnh của ba mẹ Sư Minh Tuệ rồi
tuyên bố rằng sẽ chữa bệnh, rồi quay clip đăng, rồi lấy hình ảnh rồi là xưa gần già để quảng bá, thì để làm cái gì? Có phải là để nổi tiếng hay không? Có phải gọi là sau này để mà quảng bá những cái vấn đề liên quan đến y học hay thuốc men gì không? Liệu có phải là một thằng y nữa tiếp tục sẽ dẫn ra hay không? Còn một số các anh gọi là cạo đầu đi theo được mấy ngày về bắt đầu lên TikTok like bán đồ phong thủy. Nói tôi đi theo sư Minh Tuệ được mấy ngày nè, đã học được cái này học cái kia rồi nghiên cứu phong thủy. Còn cái câu chuyện của gì anh Kim Cang, nếu như mà không bị lên án thì có lẽ rằng cái anh này cũng gọi là có xuất hiện để mà quảng bá này quảng bá kia đó. Trước đó là quảng bá cửa hàng xe rồi, quảng bá cửa hàng xe mà không biết là nhận tiền hay là không có nhận tiền, nhưng mình thấy là rõ ràng là có mục đích đó. Nhưng mà khi mà quảng bá lên thì bắt đầu bị lên án, bắt đầu phải lên tiếng và xin lỗi. Nếu như thật sự mình người có tâm tu hành thì mình không có gọi là để ý những cái gì trên mạng đâu cô chú anh chị, giống như sư Minh Tuệ vậy đó. Người ta chửi ông đầy trên mạng đó, mà nhiều khi có người nói lại ông cũng biết, nhưng ông cũng mặc kệ, ông không quan tâm, ông đâu có để ý đâu, đâu cần phải lên tiếng giải thích hay đính chính hay lên xin lỗi, rồi thậm chí nửa đêm phải đến nhà ba mẹ sư Minh Tuệ buộc một ông già, trong khi người ta cũng đã nói lên tiếng rất là nhiều lần rồi, rất là mệt mỏi, bị làm phiền rất là mệt mỏi. Và cái nguyện ước, cái lời dặn của sư Minh Tuệ khi mà gọi là ẩn tu đó thì mong muốn gia đình sẽ mở cửa, nhưng mà không có dự tính trước được là có quá nhiều những cái kẻ gọi là lợi dụng cái câu chuyện này để họ vào, họ có một cái mục đích riêng. Nếu thật sự mà yêu thương, quý mến, tôn trọng, tôn kính thì đến đó chỉ có cái mục đích đó, chỉ là gọi là giúp đỡ thôi, chứ không phải là để sử dụng hình ảnh để bia cho bản thân mình đâu. Cho nên quý vị chúng ta hãy nên nhìn nhận một cách gọi là tỉnh táo nhất trước những cái cá nhân mà đang chỉ muốn gọi là lợi dụng hình ảnh để bia, để gọi là trục lợi trên cái câu chuyện của sư Minh Tuệ mà thôi. Thì còn liên quan đến cái nhóm hộ pháp cũng như là cái nhóm thổi đường này thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi tin tức mới nhất từ phía cơ quan chức năng công an tỉnh Gia Lai. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo, em cũng sẽ cập nhật liên tục tình hình mới nhất gửi đến cho quý vị chúng ta theo dõi. Bây giờ xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.